Chiều nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Cửa Lục 3, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Cầu Cửa Lục 3 bắc qua sông Diễn Vọng dài hơn 2,6 km, thiết kế 6 làn xe, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối nhanh phục vụ nhân dân các phường xã trung tâm của huyện Hoành Bồ trước đây với trung tâm thành phố Hạ Long, giải quyết được vấn đề điều kiện đi lại, môi trường tự nhiên vốn đã là thách thức từ nhiều năm nay của cả hai khu vực. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện tổng thể khối lượng dự án đã đạt trên 50%, trong đó cầu chính đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Cụ thể đã hợp long nhịp cầu chính và vòm thép cầu có chiều rộng 90m, cao 40m, mặt cầu đã đổ bê tông đạt 105m trên 170m. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công lắp dựng vòm thép cảnh quan tại trụ T8 và đổ bê tông dầm K1 cầu chính. Đối với hạng mục cầu dẫn, phía Hà Khánh đã hoàn thành thi công đúc dầm và lao lắp xong 4 trên 5 nhịp. Cầu dẫn phía Hoành Bồ thực hiện đúc dầm được 57 trên 112 phiến và đang chuẩn bị thực hiện lao lắp. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù tiến độ thi công đã được đẩy nhanh, nhưng nhìn chung khối lượng thi công còn lại của dự án cầu Cửa Lục 3 còn khá lớn, nhất là phía bên bờ Hoành Bồ triển khai còn chậm. Vì vậy, chủ đầu tư cùng các nhà thầu cần tăng cường nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đặt ra, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là liên quan tới nguồn đất đắp, quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc của người lao động trong những ngày nắng nóng.